Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo giới thiệu dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam, dự án VSE. Dự án do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ ủy thác qua WB, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản quản lý. Hiện các ngành công nghiệp của Việt Nam chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Từ các khảo sát của chương trình quốc gia về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả giai đoạn 2019 đến 2030 cho thấy dư địa tiềm năng, tiết kiệm năng lượng của Việt Nam trong công nghiệp còn khả thi từ 20 đến 30%. Dự án VSUEE với mục tiêu là động lực thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp thay đổi công nghệ theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp. Dự án mong muốn góp phần thúc đẩy khối doanh nghiệp công nghiệp kiên định theo đổi mục tiêu tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như đồng hành cùng chính phủ thực hiện mục tiêu giảm phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại diện VKB khẳng định trong nhiều năm qua, VKP đã đồng hành cùng Việt Nam thông qua Bộ Công Thương với vai trò quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững. VKP cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng sử dụng năng lượng thông qua hàng loạt chương trình dự án đã và đang đưa vào triển khai trong thời gian tới. Trong đó có dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam có tổng kinh phí là 11,3 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 252 tỷ đồng.